Hi, Hà Minh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay có một người bạn Việt Nam đã giới thiệu một nhà hàng Việt Nam cho Hà Vi. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng đến nhà hàng này thử món ăn Việt Nam. Đây chính là bạn Việt Nam của mình. Xin chào tất cả các bạn, quý vị và các bạn. Hôm nay mình mời Hà Vi đến thăm một cái nhà hàng Việt Nam rất là nổi tiếng ở Bắc Kinh. Vâng, chị giới thiệu, tự giới thiệu một chút. Mình tên là Thanh Loan và hiện mình đang sinh sống tại Bắc Kinh đã được hơn 10 năm. Wow, là một người Việt Nam rất giỏi về nói giỏi về tiếng Trung. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong nhà hàng nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ chúng mình đã đến nhà hàng Su Su rồi. Vâng, nghe nói nhà chủ nhà hàng này và đầu bếp đều là người Việt Nam đúng không chị? Dạ đúng rồi. Su Su là một hệ thống gồm 8 nhà hàng chuyên về thức ăn Việt Nam ở Bắc Kinh và có lịch sử phải gần 10 năm phát triển. Và ở Bắc Kinh, nếu mà người dân Trung Quốc nào muốn nhắc đến đồ ăn Việt Nam, nhất định sẽ đến Su Su. Vâng, vậy còn đợi gì nữa, hãy cùng vào trong nào. Ok, bây giờ chúng mình đã ngồi xuống ghế rồi và bây giờ sẽ gọi món. Mình lần đầu tiên đến quán Su Su, không biết là chị Loan là lần vào chưa? Cái quán Su Su này thì là quán mới mở, chỉ mới mở cách đây vài hôm thôi, nhưng mà là cái hệ thống Su Su này lâu lắm rồi. Để mình xem có những gì, món gì ngon nha. Có gỏi cuốn nè, có chả giò nè, bánh mì nè. Để mình coi có phở không? Phở nữa nè. Toàn là món đặc trưng của Việt Nam không à. Nhưng mà hôm nay quán mới thì kiểu gì bạn của mình cũng sẽ ở đây. Bạn của mình là bếp trưởng hệ thống Su Su. Ok không? Mình gọi thử. Quyên ơi! Quyên có ở đây không? Là anh Quyền à? Chào anh. Anh đây là anh đầu bếp và chủ nhà hàng của quán Su Su của anh, rất là dễ thương. Vâng, anh Quyền bây giờ đã bỏ xuống khẩu trang và chúng mình đã nhìn thấy khuôn mặt dễ thương và rất là tròn của anh Quyền. Vâng. Thì thật ra thì cái thực đơn của cái nhà hàng Su Su thì đều rất là những cái món đều rất là mang đặc trưng của từng vùng miền của Việt Nam. Cho nên mình có thể ăn thử cái món salad gọi thì gọi sen này, hay gọi sen gọi sen của mình. Rồi có thể ăn thử gọi cuốn này, gọi cuốn con trên cây cá hồi. Xong rồi có thể ăn cái chả giò của Việt Nam này, rồi nem rán của Việt Nam ấy. Rồi mình có thể ăn cái chả cá này. Chả cá này là một cái món đặc sản của Hà Nội. Rồi mình có thể ăn thử một cái món nữa là nghêu hấp nước dừa. Đến nhà hàng Việt Nam thì không thể thiếu được cái món phở. Có chả đá không? Chả đá thì... người Trung Quốc ăn, ít người ăn uống chả đá. Hay là mình thử uống soda chan đi. Vâng, ok, soda chan. Mọi người có thể thử uống thêm qua đây nè. Để ngồi nói chuyện là lên một xíu nha. Cảm ơn anh Quyền. Cảm ơn. Ok, bây giờ mọi người xem mình đã gọi những món gì nhá. Wow, khá là nhiều. Đây là gọi món sen cung đình và gà chiên. Rồi gà nướng, gà nướng ớt. Rồi cuốn cá hồi. Nêu hấp sả, nước dừa. Không hấp dẫn. Cái này là chả cá lá vọng. Cái này là ăn vậy, ăn trộm vậy. Nhưng mà Hảo Ly có để thời có hai cái nước sốt không? Vâng, mắm tôm. Cái này chắc là một cái nước sốt khác. Cái bắt đầu nhạc hấp dẫn. Quá. Đồ Việt Nam ăn ngon không? Ăn thử nha, không biết là ăn có giống với mùi vị Việt Nam hay không. Ừ, mình thử nha. Bắt đầu từ món nào. Ừ. Hả, đây thích cũng ăn miếng gì.
mình chấm được này. Nước sốt này chấm hải sản. Mùi vị rất Việt Nam. Mình thích đồng với mùi mà khi mà mình ăn ở Hà Nội. Đúng không? Mình thử cái nước này. Thường á, mà hấp á, thường mà hấp hải sản á, hoặc là bọn mình thích thích nước nếm nước. Vâng. Tại vì nó sẽ rất là thơm, rất là ngọt. Mình nếm thử. Đây là nước dừa hả? Ngọt quá. Thơm quá. Mình có cho thêm nước nước khoáng không? Hay là chỉ nước dừa thôi, nước dừa hấp thôi? Mình nghĩ là không, tại vì trong menu đã là sẵn nguyên hấp nước dừa mà. Vâng. Ngọt đúng không? Ở bên đây thì sao? Vừa ngọt. Và vừa có mùi xả. Đúng là thơm. Thơm. Ngon quá. Thử món khác nha. Món trời ơi, những món này thì mình chưa bao giờ ăn. Mình ngọt. Ngọt quá, ngọt sen không mùi. Gọi ngọt sen, cái là ngọt sen. Ngọt sen mình chưa. Ăn thử đi. Nghe rung rốt. Chua chua. Giòn giòn, giòn. Chị ăn đi. Mình thử nhé. Cái này là món của miền Nam Việt Nam đúng không? Miền Nam, miền Nam còn được rất là nhiều hoa sen. Vâng. Cho nên là những cái món về gỏi hoa sen á, thì là ở miền Nam sẽ tương đối là thịnh hành hơn. Cái món này mùa hè ăn ngon đúng không? Vâng. Rất là mát. Ừ. Mình thấy ở trên kho này có cả thịt gà đúng không? Thịt heo chứ. Thịt heo đúng không? À, thịt heo. Thịt heo, tôm. Ăn thử cá, cá chín rồi. Ăn sao mà vậy? Ủa, Hạ Vy ăn được mắm tôm hả? Mình ăn được, em ăn được. Hạ Vy ăn được mắm tôm à? Khi mình mới ăn thì cảm thấy mùi nó hơi khó chịu một chút. Nhưng mà nước trong thì rất là thoải mái. Nó đậm đà. Đậm đà. Hay khi đây là món gì đây? Phở. Phở. À, phở chưa thấu. Phở chưa thấu. Phở này là chế tại bàn. Khác ở Việt Nam là múc sẵn ở trên cái quầy nước xong rồi đem đến, nhưng mà ở đây là chế nước tại bàn. Quá là đặc biệt. Gà nướng muối ớt. Nó thử nhé. Gà nướng muối ớt. Sữa cay phải. Chân hả? Gà da hả? Da nó chiên rất là giòn. Ừ. Nhưng mà bên trong rất mềm. Rất là mềm đúng không? Cái này là bí quyết đó. Đấy là tác phẩm của anh Quyền. Anh Quyền ơi, những nguyên liệu này là đều đến từ Trung Quốc hay Việt Nam? Có ạ, có một nguyên liệu này thì có một số cái là mình nhập từ Việt Nam và một số nguyên liệu đa phần là ở Trung Quốc. Quyền ơi, lúc nãy mình để ý thấy là cái bạn bạn đem lên cái này, cái nước dùng á thì chế tại bàn. Mình thấy điểm nào khác ở Việt Nam? Vì sao? Vì sao cái nước dùng phải chế ở tại bàn mà không múc sẵn từ trong bếp ra? Vậy mình muốn cho khách cảm thấy là cái bếp lên đến trên cái bàn thì cái độ phở rất là tươi ngon, sẵn phở rồi, nó rất là nóng. Phở đặc biệt, phở đặc biệt. Nước cay nước ngọt và bánh phở cũng mềm, nhưng mà bánh này so với bánh phở Việt Nam thì hơi dày một chút. Đúng, đúng không? Hạ Vy có lần ăn với quẩy hạt quẩy, quẩy với lại rau thơm với giá, mình cảm thấy rất là thân thiện. Ở bên này 10 năm mình cũng có những lúc nhớ nhà, nhưng mà từ những lúc đi chung chung như thế này thì phong cách của nhà hàng thì rất là Việt Nam, cho nên là mình cảm thấy rất là thân thiện, rất là thoải mái. Và đây còn có cả cà phê cà phê tức là báo của Việt Nam. Cà phê biết dùng sao không? Lấy cái nắp này bỏ đây. Vâng. Xong rồi đỡ mềm lên. Tại vì bên dưới này có thể là nó sẽ còn thêm giọt, thêm mấy giọt nữa. Có phải người Việt Nam uống cà phê rất là cầu kỳ không? Vâng. Xong Hạ Vy nhìn cà phê. Xong rồi Hạ Vy cho em cái ly của Hạ Vy có những gì? Trong ly của Hạ Vy, trong ly có cà phê và sữa đặc đấy, là sữa đặc. Ừ, hạt đấy. Mình khuấy đi. Hôm nay Hạ Vy rất là vui được chị Loan mời đến nhà hàng Su Su ăn một những món ăn rất là truyền thống của Việt Nam, và mình đã lâu lắm rồi chưa được ăn những món ăn này của Việt Nam. Và rất là ngon và
nếu mà các bạn đang sinh sống ở Trung Quốc hoặc là du học ở Trung Quốc và rất muốn thèm những món ăn quê hương của mình thì quán nhà hàng Su Su sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn. Địa chỉ thì Hà Vy sẽ viết lên màn hình và các bạn và nếu có dịp có cơ hội thì sẽ đến đây ăn nhá. Rồi cũng với cái cốc cà phê này thì chúng mình xin chúc cho các bạn sức khỏe dồi dào và sớm hết dịch thì mình có thể đến tận Việt Nam để ăn những món ăn chính thống nhất của Việt Nam nhé. Chúc sức khỏe đến tất cả các khán giả đang tham gia chương trình. Bye bye. Bye bye.